Đây là một phôi gỗ đã tuyệt chủng đến 20 năm, một loại gỗ cực kỳ quý hiếm tại Việt Nam. Và loại gỗ này có những cái vân xoắn, có những cái vân quyện rất đẹp mắt. Và nếu như quý vị đang đứng ở đây cùng với tôi thì sẽ thấy được một phôi gỗ này. Một mình tôi không thể bê nổi. Vậy các bạn cảm quan, nghe tiếng gõ, nhìn độ vân và nhìn kết cấu của gỗ, các bạn có đoán được đây là loại gỗ nào đã tuyệt chủng tại Việt Nam không?